Chào anh Tiêu. Hello. Anh có cảm nhận gì khi mà hôm đồng hành với em hơn một năm? Không, thì anh thấy cái sản phẩm này thì nó cũng hiệu quả. Trước hết là thấy mình khi mà phun cho nó thì mình thấy là sức khỏe của mình nó không 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 bị ấy. Bình thường như mình xài thuốc xấu á thì mỗi lần phun về là nó nhức đầu lắm. Nhưng cái này thì anh thấy nó hiệu quả, chẳng hạn giống như những cây đọt này này. Anh thấy sau khi dùng em mà trộn với các cái tinh dầu á thì hầu như là cái chích hút là không còn ạ. Này, cái lá nó rất đẹp. Không bị chích hút nữa. Nó trước mắt là anh thấy nó như vậy, với lại một số rệp sáp. Thì nói nhưng mà hầu như mấy bữa là nhiều lắm. Bữa nay như ngày vừa qua anh đi kiểm tra để trôi á thì thấy hầu như là nó khô khô hết rồi, không còn này. Cây này, cây bên này mình nhiều. Đây này, trong bông vẫn còn. Ở đây hẳn giống như cái này đây, rệp nó khô hết này. Đó, Dạ. khô hết. Cảnh hôm vừa em vào thì nó trắng tinh nhỉ. Trắng Đây. đây chẳng hạn giống như đây, đây nó khô khô hết rồi Dạ. này. Đây, khô hết Cái này thì mình thấy nó hiệu quả.